Chiều nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ xuân năm 2024 và công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật 2 tháng cuối năm 2023 và vụ xuân năm 2024. Mục tiêu phấn đấu về sản lượng lương thực năm 2024 khoảng 1,2 triệu tấn, trong đó vụ đông và vụ hè thu mùa năm 2024 phải đối mặt với nhiều khó khăn như thời tiết, sâu bệnh, năng suất thấp. Do đó, vụ xuân năm 2024 phấn đấu đạt trên 703.000 tấn lương thực. Để giành thắng lợi trong sản xuất vụ xuân năm 2024 và phòng chống dịch bệnh chăn nuôi hiệu quả, ngành nông nghiệp đề nghị các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo đôn đốc thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, cơ cấu giống và có cơ chế chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân sản xuất, hỗ trợ kết nối tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều tiết hợp lý, cấp đủ nước kịp thời cho sản xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh chăn nuôi, giám sát phát hiện sớm, xử lý các ổ dịch trong diện hẹp, hạn chế phát sinh và lây lan. Tổ chức tiêm phòng bổ sung các loại vaccine cho đàn vật nuôi vụ thu năm 2023, tăng đàn, tái đàn hợp lý, an toàn để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán. Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành hồ sơ hỗ trợ lợn bị dịch tả lợn châu Phi, châu bò bị viêm da nổi cục, tiêu hủy từ năm 2021 đến nay.